Vâng, tin điện chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay lại thanh lý tiếp bác nhá. Lại tiếp tục thanh lý, xả kho luôn. Đó, nghỉ Tết các bác nhá. Em còn nốt ngày hôm nay nữa thôi. Đấy, nốt cái buổi tối hôm nay và buổi ngày mai là bên em sẽ chốt đơn không gửi khu vực miền Nam nữa. Đấy, thì chỉ gửi khu vực phục vụ các bác khu vực miền Bắc thôi. Đó, vì em ở ngoài Bắc nên là gửi thì sẽ nhanh hơn. Đó, các bác trong Nam thì hết sức thông cảm nhá. Đó, thì em chỉ gửi nốt ngày hôm nay là âm là bao nhiêu nhỉ? 17 nhá. 17 là mai là ngày 18 rồi. Em phục vụ các bác miền Nam là hết ngày 18 ngày mai nhá. Tức là ngày mai đấy là bên em sẽ dừng không gửi miền Nam nữa. Thì chỉ còn các bác miền Bắc thôi. Đó thì các bác tranh thủ mua nốt hôm nay đi các bác miền Nam ấy. Đó vì số lượng đơn nó rất là nhiều. Đó rồi là bên vận chuyển người ta cũng rất là chậm. Đó nên là các bác hết sức thông cảm. Đó thì em sẽ lên một video thanh lý cũng chắc là cũng video cuối cùng thanh lý cuối cùng lại còn những cái đồ này em lôi nốt ra xả nốt với lại còn ít những cái đồ mà lặt vặt linh tinh thì em bán nốt luôn. Nói chung là kho bãi thì cũng tan nó cũng tan hoang hết rồi, cũng không còn gì nhiều đấy, mỗi thứ một ít nữa thôi. Đó thì em cũng nên quay nốt thanh lý nốt coi nhá. Các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ em chỉ nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất coi nhá. Đấy, em sẽ đi nhanh vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like nhá, cũng như là nút đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ giúp mọi người biết đến kênh của em nhiều hơn nhá. Đó. Hôm nay thì em cũng xả khá là nhiều mã đó. Đấy nên là các bác cũng tranh thủ vào nói chung là em có lựa được gì lựa. Đấy để mà vào việc luôn. Đó thì đây. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác là cái dòng túi gừng ngâm chân này. Đấy, con túi gừng ngâm chân nhá. Con này thì rất là hay rồi. Đó, con túi gừng ngâm chân. Con này thì nó sẽ túi túi một. Đấy, các bác đợi chút để em lấy cái túi mẫu cho bác xem. Đây, cái túi của nó sẽ như này. Đó, thì ở đây nó sẽ có từng túi một như này để chuyên cho bác dùng để ngâm chân có nhá. Đấy, dạng của nó là dạng gừng gừng xay. Đấy, gừng xay này, các bác nhìn này. Đấy, củ gừng này, gừng xay nhá, gừng nó sẽ xay nhuyễn ra để trong túi như này. Thì cách thức ghi rất là dễ dùng thôi. Mỗi lần thì các bác sử dụng cho em khoảng tầm 2 đến 3 túi thì các bác cứ xé như này. Xong các bác đun nước sôi, các bác thả vào xong rồi các bác cho chân của các bác ngâm. Đấy, nói chung là để thông các lưu thông mạch máu ở phần bàn chân các thứ giờ đấy, phần chân tay các thứ giờ rất là ngon lành nhá. Đây đó, túi nó sẽ như này. Ở đây là hai túi này, mỗi lần thì các bác cứ ngâm cho khoảng tầm hai túi để các bác ngâm chân. Đó, các bác lên nhanh luôn mã cho em là cái túi gừng ngâm chân. Đó, bữa trước em đang bán 100k một túi này, hôm nay em còn có hai túi nữa, xả nốt bác luôn. Đấy, các bác lên mã luôn cho em là túi gừng ngâm chân nhá, xả nốt bác luôn. Giá thì em xả luôn bác là 60k một túi nhá. Đấy, 60k một túi, 60k trên một túi gừng ngâm chân. Các bác cứ lên mã luôn cho là túi gừng ngâm chân. Đấy, gừng ngâm chân này. Gừng ngâm chân nhá. Xả nốt bác luôn, 60.000 một túi này. Đấy, xả nốt luôn. Còn có hai túi nhá. Còn mấy cái túi dở thì bên em đang dùng rồi, không bán. Đó đây. 60.000 một túi gừng ngâm chân, em còn đúng hai túi nhá. Đó, kết thúc mã đầu tiên. Mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con thắt lưng cá sấu này. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp xanh hộp trắng này. Đấy đây, hai con thì nó y nhau đó nhá, hai con y nhau, nó chỉ có khác mỗi là cái hộp, vỏ hộp màu hộp thôi. Còn là nó y như nhau đó. Đây, hàng vẫn còn nguyên tem mác này, nhìn này rất đẹp luôn, rất xịn sò. Đây con này con màu xanh nhá. Đấy, con này con màu xanh nhá. Đây, hàng vẫn còn nguyên tem tủ ngon này. Đấy, hàng vẫn nguyên tem tủ ngon này luôn. Đó, mặt rất đẹp nhá. Đây là thắt lưng này, đây là một cái thắt lưng hàng thanh lý thì quay nhanh thôi. Đấy, các bác thông cảm, nó quay nhanh lướt nhanh đi để cho nó qua mã khác để các bác còn chốt. Đó, đây có, đây là một cái con ví này. Đây là một con ví này. Hàng đựng trong hộp này luôn nhá. Đây là con ví này. Đó, con ví. Còn đây là con thắt lưng nhá. Hàng vẫn còn hàng mới nguyên hộp nhá. Con này là hàng mới nhá các nhá. Chưa có lỗi lầm gì đâu. Đấy, em thanh lý nốt bác luôn, xả nốt này. À, còn hai con này, các bác cứ lên mã luôn cho là thắt lưng hộp cá sấu xanh trắng này, em còn hai con. Em xả nốt bác luôn. Đấy, thắt lưng nhá. Thắt lưng hộp này. Đấy, thắt lưng xanh trắng, hộp xanh trắng này. Đấy, hộp xanh trắng. Em xả luôn đấy bác là 180k một con này, bao ship nhá. 180k một con bao ship, em còn có hai con thôi. Đấy, còn đúng hai con. Các bác nhanh tay vào việc này. Đây em quay lại bác xem này, một thắt lưng này, một ví da này, các bác mua đâu được cái giá này. Đấy, bạn lại cần bao ship đến tận nhà luôn nhá. Hàng rất chất lượng ngon lành, bán rất nhiều rồi, nhưng mà em còn sót hai con ở kho thôi. Đây này, để này nó vẫn còn bụi bụi này. Đấy, để ở kho mình kiểu mình để những cái góc khuất mình không để ý ấy. Đó thì còn hai con nữa không nhá. 180.000 một con. 180.000 một con. Kết thúc mã thứ hai. Lên luôn cho các bác mã tiếp theo. Đó, lên luôn các bác mã tiếp theo là cái đây là cái gì đây?
Cái này là cái bao tay lái xe này. Đấy, bác nào mà miền Bắc thì dùng con này là hợp hơn. Đấy, con này nó là cái con bao tay để các bác xỏ vào cái tay lái ấy. Đấy, để các bác lái xe nhá. Đấy, để các bác lái xe trong mùa đông nó lạnh giá thì các bác xỏ vào đây bên trong con lót bông này. Đấy thì đây, phần này các bác xỏ cho em cái tay lái vào đây. Đó, còn phần này là cái xỏ cái tay phanh này. Đấy, còn đầu thò đầu ra đây để các bác xỏ cái ngón tay nhà mình vào. Đấy thì đây, nó sẽ xỏ ở đây thì các bác có thể là lái. Đấy, lái thì khi bác đi gió lạnh các thứ rồi là nước mưa thứ thoải mái cho em luôn. Đấy, các bác cứ lên mã luôn cho là cái con bao tay xỏ tay lái xe nhá. Đấy, bao tay xỏ tay lái xe. Em còn có hai con, em cũng lên thanh lý nốt cho bác luôn. Giá thì em thanh lý luôn cho bác là 40.000 một con. Đấy, còn có hai con nhá, lên mã luôn cho em là bao tay. Các bác đợi chút để em lấy mấy tờ giấy nhá. À, đấy thì các bác lên mã cho em cái này là cái bao tay xỏ tay lái xe nhá. Đấy, bao tay này. Bao tay xỏ tay lái này. Đấy, bao tay xỏ tay lái. Em thanh lý 40.000 một bộ nhá. 40 bộ hàng thì nó có bên trái bên phải đầy đủ luôn. Đấy, 40k một bộ. 40k một bộ. Đó thì còn hai bộ bán nốt này. 40k một bộ nhá, bác nào mà lấy luôn hai bộ. Đấy. Ngon thì lấy luôn hai bộ về mỗi xe một bộ. Đó, còn bán lẻ thì là 40.000 một bộ nhá. Đấy, thành nhí đốt bác này, con này bữa trước đang bán 80.000 đấy con nhá. Đó, bao tay xỏ vào tay lái xe, giữ ấm cho cái miền Bắc có thứ rồi. Các bác đi giờ lạnh thứ thoải mái luôn. Bao tay xỏ tay lái xe, giá là 40k. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là xem cái gì nào. Cái bình chè này. Đấy, bình trà. Bình trà nhá. Đây con bình trà này. Con bình trà này thì hàng vẫn còn nguyên nhá, đẹp mới keng luôn, hàng vẫn còn ngon lành cành đào. Nhưng mà thôi, còn có một con bán nốt. Nghỉ Tết. Đó, đây. Hàng vẫn ngon lành luôn. Hàng này con này của nó 1 lít các bác nhá. Đấy, con này các bác có thể là pha trà, pha cà phê vào đây luôn. Ở đây có cái lõi này. Đấy, pha trà, pha cà phê luôn. Giữ nhiệt luôn nhá. Đấy, hàng giữ nhiệt ngon lành. Đấy, giữ nóng giữ lạnh ngon lành luôn. Đó, về các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đó, bình rất đẹp nhá. Bình còn mới tinh xịn sò, hàng không lỗi lầm gì. Đó, em thanh lý nốt bác luôn. Con này bữa trước đang bán 250. Hôm nay thì em bán giá xả kho luôn. 160k. Đấy, 160k nhá. Các bác lên mã luôn cho nó cái con sản phẩm mà là bình pha trà thanh lý. Đó, bình pha trà thanh lý này. Bình pha trà thanh lý. Bình pha trà thanh lý. Giá là đi 160k. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Đó, 160.000 con bình pha trà thanh lý này, bao ship tận nhà. Bình vẫn còn là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Dung tích của nó là 1 lít các bác nhá. Đấy, dung tích 1 lít. Đó, bình của Nhật, rất xịn sò, bình pha trà thanh lý 160k ship. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái mã là cái này cái gì đây? Đèn bão thôi. Đấy, đèn bão này. Đó, đèn bão. Đèn bão thì là còn hai con nhá. Đấy, đèn bão còn hai con. Hàng của nó vẫn là hàng mới luôn nhá. Đấy, hàng của nó là hàng mới luôn. Con này thì trước bán chạy lắm nhá. Đấy, nhưng mà nó còn sót kho còn hai con này. Em cũng lên thanh lý nốt luôn. Đó, đây các bác dùng thì rất là dễ dùng thôi. Các bác về cứ rút ra cho em. Đấy, là đèn nó sáng lên. Con này nó sẽ có tích hợp là bộ sạc này. Đấy, đây là cổng sạc nó này. Đấy, còn đây là ở đây nó sẽ tích hợp một cái quạt này. Đây là công tắc bật quạt này. Đấy, có bật quạt, quạt chạy này. Quạt chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, và có thể tay xách đeo. Ngoài ra có thể là sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng năng lượng mặt trời và sạc bằng điện lưới đều được. Đó, em thanh lý nốt cho bác luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Giá thanh lý thì nói chung là các bác tranh thủ mua đi. Đấy, vì nó gọi là một năm thì có khi vài lần thôi. Không có nhiều những cái đợt mà nó giảm giá, em giảm giá sâu rồi. Các bác lên mã luôn cho là con sản phẩm là đèn bão thanh lý này. Đèn bão thanh lý. Đèn bão thanh lý còn hai con nhá. Đấy, đèn bão thanh lý. Em thanh lý nốt cho bác luôn. Đấy, đèn bão thanh lý, giá thì thanh lý cực kỳ tốt luôn. Giá thanh lý cho bác là 80k một con nhá. Đấy, 80k một con đèn bão thanh lý này. Còn có hai con bán nốt này, đèn bão thanh lý giá 80.000 một con. Đó, hàng vẫn còn là hàng mới nguyên hộp nhá. Hàng mới vẫn còn sử dụng ngon lành luôn. Đấy, 80.000 một con thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con đâu rồi, mấy con mà nó đây, con này là cái con massage đá này. Đấy, massage đá có nhá, massage đá này cũng vẫn còn ngon lành nhá, hàng mới nguyên hộp này. Đó thì đây, con này thì dạng của nó là dạng massage đá, dạng đá nhá. Đấy, dạng đá luôn. Đấy, về thì các bác dùng để massage. Đấy, massage người ngậm các thứ các kiểu luôn. Đó, massage đá vẫn còn mới keng luôn nhá. Em thanh lý cho bác luôn, con này là còn có một con, thanh lý nốt luôn. Các bác lên mã luôn cho là massage đá này. Đấy, massage đá thanh lý. Giá thanh lý em thanh lý cả cái bộ như này. Đấy, thanh lý cả bộ như này là
40k. Đấy. Mà thôi 30k massage đá. Massage đá nhá, giá 30k một bộ này. Đấy, giá chỉ có 30.000 thôi. Đó, hàng rất xịn sò ngon lành các bạn nhá. Đó, 30.000 bộ massage đá này. Hàng mới keng luôn, vẫn còn nguyên hộp, đóng nguyên hộp này. Đấy, sót kho một con này. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con khay u cốc này. Đấy, cũng còn sót kho thanh lý nốt luôn đấy bác này. Đấy, con khay u cốc rất đẹp nhá. Khay u cốc mạ vàng nhá. Các bác sẽ úp được là 6 cái cốc, ngoài ra được có phần tay xách này, các bác có thể xách đi xách lại rất tiện. Và phần dưới này có cái đĩa này. Đấy, khi mà có u cốc xuống thì cái nước nó sẽ chảy dốc xuống cái phần đĩa này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Và cái đĩa này có thể tháo rời ra để các bác vệ sinh. Đó, mạ vàng cực kỳ đẹp, sáng choang luôn. Hàng là hàng mới luôn các nhá, hàng mới keng chưa qua sử dụng gì. Đấy, hàng này gọi là hàng mà em bán thanh lý thôi chứ không phải lỗi làm gì đâu. Các bác lên mã luôn cho là khay úp cốc này. Đấy, khay úp cốc nhá, khay úp cốc. Em thanh lý luôn đấy bác, giá là đi 140k bao ship nhá. Đấy, 140k bao ship, con này bữa trước đang bán là hơn 200 một con đấy. Đấy, em thanh lý luôn đấy bác là khay úp cốc này, 140.000 bao ship nhá. Đó, còn có đúng một cái này, bán nốt cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con này là cái con massage cổ này. Đấy, massage cổ, nhưng mà con này hình như nó bị lỗi. Đấy, massage cổ nó bị lỗi nhá, thì em cũng lên thanh lý luôn. Đây, của nó thì tổng quan nó sẽ như này. Đấy, dùng để các bác massage cổ. Đây là con máy này. Đây, em sẽ bóc cho bác xem. Đó, đây, con máy đây nhá. Không biết nó bị lỗi gì. Đấy, không biết bị lỗi gì, nhưng mà thôi, cũng em lên thanh lý nốt cho bác luôn. Đấy, lên thanh lý nốt luôn. Con massage cổ lỗi này thanh lý, về các bác sửa được thì sửa. Đó, các bác lên mã luôn cho là massage cổ này, massage cổ. Massage cổ thanh lý nhá. Đấy, massage cổ thanh lý. Con này nó bị lỗi không lên nhá. Đấy, lỗi không lên. Lỗi không lên em thanh lý cho bác luôn. Giá con này là đi 30k nhá, 30k. Con này bữa trước đang bán là 150 đấy. Đấy, thanh lý massage cổ 30k này. Đó, rất xịn sò, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác là một cái con thanh lý, tiếp theo là cái con đèn LED 500. Con này cũng là lỗi không lên. Đó, về thì bác có thể sửa chữa, chọc máy các bác làm gì là. Đó, lỗi không lên nhá. Các bác lên mã luôn xem là cái con đèn LED 500. Đấy, đèn LED 500 này. Đấy, đèn LED 500. Đèn LED 500. Đèn LED 500 nhá. Đấy, con này nó ở đây nó có một cái tích hợp cái phần 500 này. Đây này, cái cục này là cái cục 500, nó hít rất ngon nhá. Đấy, cục 500. Đèn LED 500 em thanh lý nốt bác luôn. Giá con này thì em thanh lý luôn bác là lỗi không lên, về có thể con này chắc chắn là sửa được. Đấy, chắc chắn sửa được. Nó chắc là bị đứt dây thôi, nhưng mà em bận quá thời gian sửa thôi. Thanh lý nốt bác luôn 20k. Đấy, đèn LED 500 thanh lý nốt luôn 20.000 con này có nhá. 20k. Đó, vẫn còn dây dạng ngon lành nhá. Có cả công tắc luôn này, giơ lia điều chỉnh độ sáng luôn nhá. Con này xịn lắm. Con này thì em vẫn còn đang có hàng mới. Hàng mới thì em đang bán là 70k. Hàng vẫn còn chạy ngon lành thì là 70k, còn con hàng lỗi này em bán nốt cho bác là 20k, bán xác luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con ổ điện này. Đấy, con ổ điện nhá. Con ổ điện này là cái con các bác cứ lên mã luôn cho em là cái ổ điện thanh lý D1 này. Đấy, ổ thanh lý D1. Ổ thanh lý nhá. Ổ thanh lý. Ổ thanh lý D1 này. Lên mã luôn là mã D1 nhá. Đây. Con này của Nhật có nhá. Đấy, con này của Nhật. Con này bữa trước đang bán là 260.000 một con này. Đó, hàng vẫn còn ngon lành nhá. Con này là vẫn hoạt động ngon lành luôn. Đấy, không lỗi làm gì. Chỉ có cái là sót kho, còn con thì thanh lý nốt thôi. Em thanh lý nốt cho bác luôn. Con D1 này thanh lý nốt bác là giá là đi 90k các nhá. 90k. Đấy, 90k con ổ điện nha. Vẫn còn hoạt động ngon lành nhá. Dây của Nhật luôn này. Dây rất dài này. Các nhìn này, chữ Nhật lòng nó này. Đấy, ổ của nó đây, cực kỳ nhiều ổ nhá. Có cả tích hợp công tắc nguồn ở đây luôn nhá. Đấy. Giá là đi 90k nhá. Đấy, 90k, con này bữa trước đang bán là 260k này. Đấy. Bán nốt cho bác luôn. Đơn mã ổ điện thanh lý D1 90k nhá. Đấy. Tiếp theo thì ở đây sau này thì còn hai cái con đèn bật lửa này. Đấy, hai con đèn bật lửa nhá. Hai con đèn bật lửa. Đó, cũng rất là xịn sò luôn. Đây. Em sẽ mở cho bác xem một con. Đó đây. Đấy, con này thì cũng không biết là bị lỗi gì. Đấy, không biết bị lỗi. À, con này vẫn lên này con này. Đấy, con này vẫn lên nhá, vẫn ngon này. Đấy, vẫn lên nhá. Đó, vẫn lên. Đây vẫn nháy này, vẫn ngon này. Đấy, ngon này, về có bác dùng thì ngon. Đấy, em thanh lý nốt bác luôn. Em thanh lý cả hai con nhá. Đấy, thanh lý cả hai con. Các bác lên mã luôn cho là sản phẩm là cái thanh lý là cái đèn bật lửa này. Đèn bật lửa, đèn bật lửa nhá, đèn bật lửa. Em thanh lý cả đôi này, đấy, cả đôi hai con là 100k bao ship nhá. Đấy, bao ship. Hình như vẫn lên hết sao ấy. Có cái là bán nốt thôi. Đấy, đèn bật lửa nhá.
100k bao ship, bán cả hai con nhé, các bác lưu ý là bán cả hai con, không bán lẻ. Bán cả hai. Bán cả hai này. Không bán lẻ này. Đấy, không bán lẻ, bán cả đôi luôn luôn. Đấy, không bán lẻ nhá, bán cả hai con này luôn. Đấy, các bác nào lấy cả hai con là 100k bao ship nhá, còn là không bán lẻ nhá. Các lưu ý là lấy cả bộ về các bác xem sử dụng. Đó. Hình như là một con hay là hai con đều lên hết. Đó, nói chung là hên xui nhá. Đấy, vì hàng thanh lý mà. Đó, đèn bật lửa nhá, 100k bao ship cả hai con như này. Đó, đựng trong hộp nhôm rất đẹp nhá. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con thắt lưng UIS này. Đấy, con thắt lưng UIS nhá. Đây, các bác cứ lên mã luôn cho thắt lưng UIS này. Đây nó có cái chữ UIS đây này. Đấy, con này thì thắt lưng của Mỹ luôn, cực kỳ xịn sò nhá. Con này của nó là màu xám xám ghi ghi này. Đấy, xám xám ghi, em còn có một con duy nhất, em lên thanh lý nốt cho bác luôn. Con này thì thanh lý luôn cho bác, giá là vẫn, con này vẫn còn ngon nhá. Con này vẫn còn ngon. Các bác lên mã luôn cho là thắt lưng UIS này. Thắt lưng UIS, thắt lưng UIS nhá. Em thanh lý nốt cho bác luôn. Giá là 50k. Đấy, 50k một con này. Em còn có duy nhất một con này thôi. Đấy, thắt lưng UIS nhá. Đây em ghi để cho nó rõ. Thắt lưng UIS, đấy, thắt lưng UIS nhá. Em thanh lý nốt cho bác luôn. Giá là 50k con này nhá. Con này là vẫn vẫn dùng xịn sò ngon này luôn nhá. Hàng chưa lỗi lầm gì, chỉ có cái là cái mẫu này nó hết. Nên là thôi, bên em thanh lý nốt cho bác luôn. Thắt lưng UIS là 50k nhá, 50k. Đó, thanh lý nốt luôn nhá. Tiếp theo thì ở đây em thanh lý nốt luôn cho bác là cái con đèn tích điện này. Đấy, con đèn tích điện nhá. Đó, đây. Con này thì không biết nó bị thiếu cái gì không ạ. Đấy, không biết bị thiếu cái gì. Đó, hình như là bị thiếu dây sạc thôi nhá. Đấy, bị thiếu dây sạc. Đó thì về có thể chế cháo, các bác mua dây sạc về. Đấy, nhưng mà em cũng vẫn còn đèn như này. Đấy, vẫn còn đèn nữa nhá. Đấy, vẫn còn đèn, là đèn mới nguyên hộp nhá. Đó, đèn mới nguyên hộp. Con này thì nó là dạng đèn tích điện. Đấy, đèn tích điện nhá. Các bác có thể mang đi mang lại rất là tiện dụng. Hàng vẫn còn ngon, sáng ngon, chỉ có cái là mình cũng bị mất cái dây sạc. Về thì các bác có thể chế cháo. Mua đâu được. Được. Đấy, còn hiện tại thì bên em không còn. Đó, đây, cái phần chân sạc nó đây này, chân của nó là chân tròn này. Đấy, chân tròn. Bác nào mà mua cái chân này, có chân này mua về vừa là cắm là ngon luôn. Đó, đèn tích điện vẫn sáng ngon lành nhá. Em thanh lý nốt cho bác luôn. Con đèn tích điện này là bị mất sạc này. Đấy, đèn tích điện nhá. Đèn tích điện thanh lý. Lỗi là bị mất sạc nhá. Đấy, bị mất sạc. Mất cái củ sạc nhá, mất củ sạc. Giá thì là đi em thanh lý luôn cho bác là cái con này là 40k nhá, 40k. Đấy, 40k, con đèn bóng tích điện thanh lý nhá. Đấy, bóng tích điện thanh lý đây, hàng mới nguyên hộp luôn nhá các bác nhá. Đó, rất ngon lành, giá chỉ có 40.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì là cái con khăn nén du lịch này. Đấy, em còn có 2 4 6 và 7 con, 7 con này nó không có túi. Đấy, con này thì em bóc ra để quay nó không có túi, còn 6 con này là 6 con này là con túi nhá, còn một con không có túi. Em thanh lý nốt cho bác luôn. Cái chỗ này giá là đi em đang bán lẻ một con này là 30.000 này. Đấy, bán lẻ nếu mà hàng có túi nguyên si này thì là 30.000 đây này. Đấy, vẫn còn chữ này 30.000. Đấy là hàng nguyên túi nhá. Đó, như là thôi. Hôm nay còn mấy con em bán nốt? 2 4 6 7 con nhá. 7 con em thanh lý nốt bác luôn. Giá 100k bao ship thôi nhá. Đấy, các bác lên mẫu mã luôn xem là khăn nén du lịch thanh lý. Đấy, khăn nén thanh lý này. Khăn nén, đấy, khăn nén thanh lý. Con này là 7 con, đấy 7 chiếc em bán luôn thì bác giá 100k. Đấy, 100k bao ship. Nếu mà bán lẻ con này là đi 30.000 một con nhá. Vừa có giá các bác có thể nhìn kỹ này. Đấy, 7 con là 100k, bao ship tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà. Đó, em còn có 7 con bán nốt bác luôn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn thanh lý cho bác là cái con bát sen này. Đấy, con bát sen cánh quạt nhá. Con này vẫn còn là hàng mới, hàng nguyên đai nguyên kiện luôn, có cái là nó sót kho còn một con này thôi. Đấy, bát sen cánh quạt nhá. Về cho bác lắp đặt nhà vệ sinh cái thứ rồi. Đấy, mới keng luôn nhá. Đây, hàng vẫn mới keng không lỗi lầm gì. Chỉ là sót kho bán nốt thôi. Đấy, em thanh lý luôn bác nhá. Con này thì hiện tại có những cái số khác mà các bác có thể xem. Hiện tại người ta đang bán 160.000 bộ này, sẽ gồm có là một bát, một dây. Có một bát một dây như này. Đấy, hàng rất xịn sò. Bác nào mà dùng con này chắc không biết rồi. Đấy, các bác lên mã luôn cho là cái con bát sen thanh lý. Đấy, bát sen quạt thanh lý nhá. Đấy, bát sen quạt thanh lý này. Em bán nốt cho bác này. Giá là đi bát sen quạt nhá. Đấy, bát sen quạt thanh lý này. Đấy, thanh lý em bán nốt bác luôn, giá 100k. Bao ship nhá. Chỗ khác người ta đang bán một cái bộ mà mới tinh ngon lành thì nào nguyên hộp như này. Giá là đi 140k nhá, còn chưa bao ship nhá. Đấy, 160k nhá. Đấy, nhưng mà thôi, em còn một bộ bán nốt bác luôn, 100k bao ship nhá. Đấy, rất xịn sò. Hàng mới keng nguyên hộp luôn nhá, chưa qua sử dụng luôn. Đấy, rất là xịn sò nhá. 100k bao ship con nhá, con bát sen cánh quạt này.
Tiếp theo thì ở đây em còn mấy con Mazda 3D. Đấy, Mazda 3D gọi là Mazda 3D này. Đây, dạng này của nó đây nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ dạng là dạng con lăn như này. Đấy, con lăn như này để có mua về Mazda mặt. Mazda, đây, các bác Mazda mặt, Mazda cổ, vai gáy, chân tay, người ngậm. Các bác đau đớn nào các bác dùng mua về các bác Mazda được rất ok. Đó, em còn có duy nhất một con. Con này bữa trước đang bán giá là 70.000. Hôm nay em thanh lý nốt các bác luôn. Hàng còn ngon lành, chưa lỗi làm gì nhá. Đó, thanh lý nốt các bác luôn. Các bác lên mã luôn cho là Mazda 3D này. Mazda 3D thanh lý nhá. Mazda 3D thanh lý. Đấy, thanh lý cho bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó, giá hiện tại bên em bữa trước đang bán là 70.000. Hôm nay em thanh lý nốt các bác luôn. Giá là 30k nhá, 30k. Đấy, giá chỉ còn 30k một con này thôi. Các bác lưu ý là hàng thanh lý bên em không bao ship nhá. Đấy, ship thì các bác tự chịu. Đó, các bác có thể là thêm khoảng tầm 30.000 ship nữa. Đấy, thanh lý Mazda 3D nhá. Thanh lý nốt bác luôn, giá 30k một con này. 30k con này, hàng rất xịn sò, ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có một con tai nghe AirPods Pro. Con này hình như cũng bị lỗi này. Đấy, không biết bị lỗi gì, có thể mua về sửa chữa. Đấy, sử dụng được thì các bác dùng. Đó, các bác có thể mua về chế cháo, lấy linh kiện các thứ nào. Đấy, con tai nghe AirPods Pro, hàng là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Hàng hình như nó bị lỗi. Đấy, hàng nó bị lỗi nhá. Đó, hàng bị lỗi. Đó, em còn có duy nhất một con này, em thanh lý xả nốt bác luôn. Các bác lên mã luôn cho là tai nghe AP. Tai nghe AP. Đấy, tai nghe AP nhá. Đấy, AP. Em thanh lý nốt bác luôn cái con này. Đã bị lỗi hình như là lỗi một bên không nghe được sao quá nhá. Các bác có thể mua về sửa chữa chế cháo đều được. Đấy, tai nghe của AirPods Pro tai nghe ngon luôn nhá. Đó, tai nghe ngon luôn. À, em thanh lý nốt bác luôn cái con này là 20k. Đấy, 20k. Gọi là bán xác thôi. Về các bác sửa chữa nhà sửa chữa. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con túi vuông này. Đấy, em còn có duy nhất một con. Đấy, cũng sót kho. Da bò nhá, rất đẹp luôn. Đấy, hàng rất xịn sò, có chữ dép này. Đấy, có nhìn này. Hàng da bò nói chung là chấm hết luôn. Đó, đây. Phần bên trong này thì rất là nhiều ngăn nhá. Có cả ngăn đựng phụ, ngăn đựng khóa, thứ gì. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó. Giá thì em gửi đến bác cực kỳ yêu thương rồi. Đó, các bác lên mã luôn cho nó con sản phẩm là túi vuông. Đấy, túi vuông này. Túi vuông thanh lý. Túi vuông thanh lý thì hiện tại bên em đang bán với bác giá cực kỳ tốt luôn. Con này bữa trước đang bán là đi 150k. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá thì em bán còn một chiếc nữa em bán thôi 100k. Bao ship thôi nhá, 100k bao ship. Hàng này chưa lỗi làm gì, vẫn còn rất là ngon lành sử dụng. Đấy, về các đeo chéo vào vai, lưng, bụng các thứ rồi, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Con túi vuông thanh lý là 100k bao ship thôi nhá. Còn có gì nhất một con nữa nhá, con nhanh tay. Em đẩy nhanh tiến độ nhá. Đó, đây đây. Sản phẩm tiếp theo này. Đó. Cái này là cái miếng cái này là cái hộp thải độc nhá, hộp dán vào bàn chân, dán thải độc, chuyên để bác dán thải độc vào bàn chân này. Đó, em còn có 3-4 hộp nữa em đi anh nhí nốt bác luôn. Giá 60.000 hộp nhá. Đó, ở đây nó có hướng dẫn cách sử dụng các bác dán này. Một hộp này của nó là 50 miếng. Đây, các bác bóc ra này. Đấy, các bác dán vào cái phần gan bàn chân của bác ấy. Dán vào phần gan bàn chân này. Đấy, để chuyên để dùng để thải độc. Bàn chân có thứ là lưu thông mạch máu thứ ở bàn chân, gan bàn chân có thứ rất xịn sò luôn. Bác nào đau xương khớp giá ngoài cho em chấm hết luôn. Đó, một bịch của nó là 50 túi nhá. Đấy, một hộp của nó 50 túi, một túi nhỏ sẽ như này. Một túi này sẽ gồm có là 2 miếng này. Đấy, các bác dán hai bên bàn chân cho em. Đó, dán hai bên bàn chân. Đó, rất là xịn sò đây. Đây, con nhìn này. Đấy, về bác dính vào cái, đây nó có cái mặt dính này. Đấy, các bác ốp vào đây. Ốp vào đây và các bác dính vào cái phần gam bàn chân của mình. Đấy, dính vào gam bàn chân đây, các bác ngửa lên. Đó, dính thẳng ngay vào cái gam bàn chân của mình luôn. Đó, xong là bác dán cho em qua đêm, các bác gỡ ra. Đó, là màu nó khác ngay. Nó gọi là dán thải độc nhá. Dán thải độc này thì hiện tại bên em đang bán một cái hộp này là 50 miếng. Bữa trước đang bán là đi 80k, em còn có 3 hộp nữa, bán nốt bác luôn. Đấy, giá là 60k một hộp nhá. Đấy, hàng vẫn còn nguyên hộp luôn. Đấy, các bác lên mã luôn cho là dán thải độc này. Dán thải độc nhá. Dán thải độc. Giá là đi 60k một hộp nhá. 60k trên một hộp. Một hộp của nó là 50 miếng. Đấy, 50 miếng luôn. Đó, 50 miếng các bác dán thoải mái, còn có mấy miếng hộp nữa. Bán nốt bác luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con bàn trải điện này. Đấy, con này nó độ rung cực mạnh luôn, 32.000 vòng trên phút nhá. Đấy, còn có khoảng tầm 5-6 con cũng bán nốt cho bác luôn. Đây, em sẽ bật thử bác xem này. Con này sẽ tích hợp là sẽ có là đi một dây sạc này, ba cái đầu bàn trải này và một cái thân máy chính này. Đấy, một cái thân máy chính nhá. Đó, thân máy thì đây, nó sẽ có các cấp độ này. Đấy, các cấp độ nhá.
Đấy, khác nhau này. Đấy, các cấp độ khác nhau nhá. Đó, các cấp độ khác nhau. Thì tùy nhau nhu cầu dụng các bác về các bác sử dụng thử. Cấp độ nào phù hợp thì các bác để cấp độ đấy nhá. Đấy, ấn chuyển cấp độ đấy các bác, chỉ cần ấn nút thôi chị em. Còn muốn tắt thì các bác giữ lì này. Đấy, muốn tắt các bác giữ lì. Nó gọi là bàn trải điện nhá, rung cực kỳ mạnh luôn đây này. Có nghe tiếng chưa? Đấy, rung 32.000 vòng trên phút mà. Đấy, có thấy không? Rung cực kỳ khỏe luôn. Đấy, giữ lì cho em là tắt đi. Giữ lì cho em tắt đi. Hàng này của nó chống nước ngon lành nhá. Các bác đánh răng, dùng để đánh răng các thứ thoải mái. Bàn trải điện nhá. Các bác lên mã luôn cho nó con sản phẩm là bàn trải điện. Con này thì em bán nốt bác luôn. Giá là 80.000 một con nhá. Đấy, 80.000 một con. Các bác lên mã luôn cho là bàn trải điện này. Bàn trải điện. Giá là đi 80k nhá. Đấy, 80k. Còn có mấy con bán nốt bác luôn, 80.000 một con. Sản phẩm thanh lý tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con ghế hơi này các bác nhỉ. Ghế hơi. Đấy, ghế hơi nhá. Đó, ghế hơi. Rất là ngon lành luôn. Con sản phẩm ghế hơi này thì đây thì tổng quan nó ghế nó sẽ như này. Đấy, về để bác ngồi ghế, ngồi gỗ các thứ là rất đẹp luôn. Đó, về các bơm hơi cho em nhá. Đó, đây. Bên trong này sẽ có là một cái ghế chính như này và một cái ghế phụ nhỏ như này. Đó, đi đây. Cả bộ đây. Đây là con ghế to này. Đấy, con ghế to. Nó sẽ có cái vòi bơm nhá. Còn đây là con ghế nhỏ, đây cái phần đầu bơm này. Đấy, đầu bơm này. Về các tự bơm vào nó sẽ phồng ra thôi. Đó, em thanh lý nốt cho bác luôn. Bác lên mã luôn cho nó con sản phẩm là ghế hơi. Đấy. Hàng thì tôi cũng không giở nữa vì thanh lý nốt mà. Đấy, thanh lý nốt bác luôn. À, các bác lên mã luôn cho con sản phẩm là ghế hơi. Ghế hơi đúng như này luôn này. Đấy, đúng như này luôn. Đó, khi bác bơm lên nó sẽ đúng như này. Đó, em quay lại bác xem lần nữa này. Đấy, ghế hơi ngồi rất thích nhá. Vì nó hơi hơi mà ngồi nó êm êm rất thích luôn. Ghế hơi thanh lý. Ghế hơi thanh lý này. Em bán thanh lý nốt bác luôn. Con này bữa trước đang bán 450, hôm nay em thanh lý còn đúng một bộ, thanh lý nốt bác luôn. 200k. Bao ship với nhá. Đấy, 200k bao ship. Còn có đúng bộ, bán nốt bác luôn. 200k bộ này bao ship với nhá. Đó, các bác nhanh tay vào việc luôn. Đó, còn có đúng bộ thôi. Cái sản phẩm thanh lý tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con đèn cô gái này. Đấy, con này đèn cô gái. Con này thì không biết là nó bị lỗi gì. Đấy, có cái là nó không lên nhá. Đấy, nó lỗi không lên. Đây, con đèn cô gái. Con này của Yakushima của Nhật này, Made in Japan. Đấy, con này là lỗi là không lên. Đấy, về các bác có thể sửa chữa. Chế cháo như nào, các bác sửa chữa, chế cháo nào các bác. Đấy, bây giờ là coi như em bán xác rồi nhá. Bán xác luôn. Đó, bán xác thôi nhá. Đấy, em quay nhanh thôi. Con đèn cô gái đây, tổng quan con đèn nó sẽ như này. Hình cô gái rất xinh đẹp ở đây. Đó, các bác lên mã luôn cho là con sản phẩm là đèn cô gái thanh lý. Đèn cô gái này, đèn cô gái thanh lý nhá. Đèn cô gái thanh lý. Em còn có một con này thôi nhá. Có một con thôi, duy nhất có một con. Thanh lý nốt bác luôn. Giá thì là đi con này bữa trước đang bán 350k, em thanh lý bán xác luôn. Thanh lý bán xác đó bác, giá là đi 100k bao ship nhá. Đấy, 100k bao ship. Con này em nghĩ chắc là nó bị lỗi pin thôi. Về các bác có thể là kiểm tra lại, các bác thay lại pin chắc là ok. Đấy, đèn cô gái thanh lý nhá. 100k bao ship này, còn có duy nhất một con này. Đấy, duy nhất một con thôi nhá. Đèn cô gái thanh lý 100k bao ship nữa nhá. Tiếp theo thì sau này. Đó, sau này thì em còn là cái con này là cái con hộp cơm tự nấu nhá. Đấy, hộp cơm tự nấu. Đây, hộp cơm tự nấu này. Đây này. Đấy. Con này thì công suất là 200W này. Đấy, con này lỗi là cũng lỗ không lên luôn nhá, lỗ không lên. Đó, về thì bác có thể sửa chữa. Con này của Toshiba luôn nhá. Đấy, Toshiba luôn này, hàng mới keng luôn nhá. Hàng mới keng con này, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn nhá. Đây em sẽ bóc ra xem này. Đấy, bên trong vẫn còn đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm nhá. Đây vẫn còn khay cơm các thứ này. Đấy, còn khay cơm. Đó, hàng lỗi không lên. Thì thôi, bán nốt cho bác luôn. Về các bác sửa nào các bác sửa. Con này bữa trước cũng đang bán giá là 350.000, em thanh lý nốt cho bác luôn. Giá 100k bao ship nhá. 100k bao ship. Đó, 100k bao ship này. Con này nó là cái hộp cơm tự nấu nhá. Đấy. Các bác có thể là xem cái video của em các bác thấy này. Đấy, có thể là các bác thấy em đã test thực tế con sản phẩm này rồi. Thì chắc là nhiều bác biết này. Đó, các bác lên mã luôn cho là hộp cơm tự nấu. Hộp cơm tự nấu này, hộp cơm tự nấu. Nó thanh lý. Thanh lý luôn. Thanh lý này. Giá là 100k bao ship nhá. 100k bao ship. Đó, còn có một con này em thanh lý nốt bác luôn. 100k bao ship nữa nhá. Về thì bác sửa nào sửa. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có mấy cái con này nó là cái súng bắn kim nhá. Đấy, cái súng bắn kim. Cái súng bắn kim, nhưng mà cái con này nó lỗi là nó bị bật ra. Đấy, nó bị bật ra nhưng mà không lắp vào được. Vì thứ nhất là không có thời gian lắp, mà thứ hai là không có thời gian lắp, mà thứ hai là gì? Đấy, không biết lắp như nào các nhá, không biết lắp như nào. Đó thì về các bác có thể là các bác ráp lại. Đó thì đây.
hàng của nó đầy đủ phụ kiện em để tất trong này. Đấy, về các bác có thể là các bác xem các bác lắp xem có lắp được không. Nó đây này, nó là cái con súng bắn ghim mà các bạn. Đấy, con súng bắn ghim đây này, vẫn còn cả nguyên cả đinh ghim ở đây luôn này. Đấy, vẫn còn nguyên cả đinh ghim này. Đấy, nguyên cả đinh ghim đây nhá. Về bác có thể chế cháo bác lắp lại cho em bán cái con này. Mình lý nốt bác luôn là các bác lên mã luôn cho em là súng bắn ghim này. Đấy, súng bắn ghim thanh lý nhá, súng bắn ghim thanh lý, súng bắn ghim thanh lý này. Em thanh lý con này giá là đi 40k nhá, 40k gọi là thanh lý xác. Đấy, thanh lý xác nhá, 40k. Về các bác có thể là lắp vào. Đấy, chế cháo lại lắp vào. Đó, lắp lại vào. Em để đầy đủ phụ kiện hết trong này luôn. Đấy, 40k các bác nhá, 40k. Súng bắn ghim thanh lý nhá, giá là 40k một con này. Đó, còn có một con như này các bác nhá. Đấy, em sẽ gửi đầy đủ hết các chi tiết cho bác, về các bác tự lắp vào. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có một cái rổ, rổ này của nó là cái rổ led pháo hoa. Đấy, led pháo hoa cũng như là cả nháy này, cả cái nháy bi này. Đấy. Rồi là cái nháy 20m này. Đấy, nháy 20m nhưng mà hình như là mấy cái bộ này nó lỗi là không lên. Đấy, lỗ không lên. Thì về các bác có thể là chế cháo các bác sửa chữa lại. Thì các bác làm gì các bác làm. Đó đây này, vẫn còn nguyên cả đầu pháo hoa các thứ này. Đấy, có con cả cả cuộn vẫn nguyên bộ luôn này. Còn không biết là bị lỗi gì, có con lên, có con không lên, có con này nó chập chờn. Đó thì em sẽ gửi tất cho các bác cái chỗ này luôn, cả bán cả mớ này luôn. Về các bác chế cháo nó chế cháo có cả điều khiển đi kèm luôn này. Đấy. Rồi là cả cục nguồn các thứ nhá. Đấy, về con này các bác về các bác hàn lại, các bác thiết kế lại. Đấy, bác nào mà chuyên điện đóm rồi về các bác thiết kế lại xem chắc là được đấy. Em nghĩ là thế nào cũng phải được bòn được một bộ hai bộ đây này. Vẫn còn nguyên này, bữa trước em lắp vào em test này nhưng mà chắc nó bị lỗi gì này. Đó đây này. Đấy. Led pháo hoa các nhá, led pháo hoa cái rổ led pháo hoa lỗi thanh lý này. Đấy, em thanh lý luôn cho bác giá cái bộ cả một cái rổ như này. Đầy đủ các thứ đây. Đấy, em có gì em vứt tất vào cho bác, về các bác sửa chữa nào các bác sửa chữa. Em thanh lý luôn. Cái này là đi đầy mấy bộ luôn này. 1 2 3 nó có mấy cái vỏ hộp luôn này. 1 2 3 4 5 6 7 7 bộ luôn nhá. Đó, về bác chế cháo lại. Các bác lên mã luôn cho là led pháo hoa thanh lý. Led pháo hoa, đấy led pháo hoa thanh lý đây. Em thanh lý luôn cho bác cái rổ này là 50k nhá, 50k. 50k về các bác chế cháo nào, các bác chế cháo. Đó, 50k nhá. Đấy. Đây ghi lại bác vào đây. Đây bộ này vẫn còn nguyên này. Led pháo hoa nhá. Led pháo hoa. Led pháo hoa thanh lý nhá. Giá là 50k cho một cả một cái rổ nha. Đấy, thanh lý cả một cái rổ này luôn. Đó, xúc xà bàn tất. Em đưa tất cho bác cả một cái rổ này. Về các bác chế cháo nó chế cháo. Giá là 50.000 nhá. Đấy, 50k. Đấy, các bác chốt nhanh. Đấy, chốt nhanh nhá. Các bác lưu ý là hàng thanh lý là không có ship. Và thứ hai là các bác gọi điện chốt đơn luôn nhá. Bên em không chốt qua Zalo đâu, mất thời gian lắm. Đó, thì các bác tranh thủ gọi điện luôn cho em đi, để em chốt luôn cho. Tiếp theo thì ở đây em có một cái con sản phẩm là cái chổi hót rác này. Đấy, cái bộ chổi hót rác nha. Bộ chổi hót rác này thì là vẫn còn ngon này. Đấy, bộ chổi hót rác này vẫn còn ngon này. Chưa ấy gì cả. Ở đây thì sẽ gồm có là một cái chổi, một cái hót rác này. Một cái chổi và một cái hót rác như này vẫn còn ngon lành luôn. Có cái là em còn sót kho một bộ, em thanh lý nốt bác thôi. Con này bữa trước đang bán là 180k, hôm nay thì em cũng lên thanh lý nốt bác luôn. Đó, có nhìn thấy cái hình hót rác chưa? Và một cái cán chổi như này. Về thì các bác lắp ghép vào thôi, nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, về các bác lắp ghép vào. Em thanh lý bán nốt bác luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán 180k, hôm nay thì em thanh lý luôn cho bác, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, thanh lý luôn cho bác giá 120k nhá. Đấy, các bác lên mã luôn cho là chổi hót rác thanh lý. Chổi hót rác thanh lý nhá. Chổi hót rác thanh lý này. Thanh lý luôn cho bác là đi 120k. Bao ship nhá. Con này là không lỗi lầm gì, chỉ có cái là em sót kho, còn cái em thanh lý nốt thôi. Bữa trước con này đang bán 180.000 bao ship nhá. Đấy, nhưng mà thôi, hôm nay thì còn bộ bán nốt cho bác luôn. 120k bao ship nhá. Đấy, các bác nhanh tay đặt hàng. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con mic Mỹ này. À quên, xin lỗi bác, là mic Nhật có dây. Đấy, hàng này của thương hiệu Tomaha, còn có hai bộ này cũng vứt lăn lóc này. Bán nốt luôn này. Đấy, của Tomaha nhá. Đây Tomaha đây. Bộ sản phẩm nó sẽ như này. Sẽ gồm có là một cái thân mic như này này. Một cái thân mic như này. Đấy, của Tomaha này, các bác nhìn này, rất đẹp luôn nhá. Đấy Tomaha, tay hơi bẩn các bác nhá. Đấy Tomaha made in Japan này, hàng vẫn còn hoạt động ngon lành các bác nhá. Hàng này vẫn hoạt động ngon lành. Có cái là
thanh lý nốt thôi. Đấy vì còn có vài bộ em cũng bán nốt đi. Nhiều thứ là hàng nó vẫn chưa lỗi đâu, nhưng có cái là số lượng nó còn ít đấy mà. Vì hàng Tết nhà em không nhập nữa. Đó thì em cũng bán nốt thôi. Dây của nó nhá. Dây là dây 5 mét nhá. Dây chống cầm chống gãy. Mic là mic. Mic này thu cực kỳ ngon luôn. Đấy, mic thu cực kỳ tốt. Và thứ hai là hát không bị hú. Con này em bán nhiều lắm rồi. Các bác hát khen rất là thích luôn. Các bác khen các bác hát khen cực kỳ thích, bảo là mic ngon. Đấy, mic ngon, hát rất là hay. Đấy, hát hay như ca sĩ luôn nhá. Các bác lên mã luôn cho là cái bộ mic thanh lý này. Đấy, bộ mic mic Nhật có dây. Đấy, các bác lên mã luôn cho là mic Nhật có dây này. Mic Nhật có dây. Con này thì bữa trước em đang bán giá 350.000 bộ. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, giảm chỉ còn có là đi 270.000 một bộ nhá. Bao ship tận nhà luôn. Đấy, 270.000 bộ, còn có mấy bộ bán nốt không nhá. Đấy, mic Nhật có dây 350 giảm còn 270 nhá. Đó, còn có mấy bộ em bán nốt bác luôn. Đó, hai bộ này bán nốt luôn các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây, hôm nay bên em lại tiếp tục về cái lô này, nó là cái lô túi bọc thực phẩm nhá. Đấy, cái lô túi bọc thực phẩm. Đây các bác đợi chút để em khui cho bác xem một túi này. Cái con này thì nó là dạng túi bọc thực phẩm nhá. Đấy, hàng nó đóng gói rất kỹ càng luôn. Đó, hàng định đóng gói rất kỹ càng, một túi này của nó là mấy trăm túi cơ. Mấy trăm túi nhỏ bên trong cơ. Đấy, đây. Của nó là cái màng bọc thực phẩm ấy nhá. Đấy, đây khi các bác bóc qua nó sẽ như này. Đấy, để các bác có thể là đại điện vào cái phần đĩa thức ăn này mình không bị ruồi bọ các thứ nó bâu vào nhá. Đấy, không bị ruồi bọ các thứ nó bâu vào. Đấy, dùng rất ok luôn. Đó, mà dùng rất là tiện, không như những cái phần màng kia các bác phải lôi ra lôi vào nó lằng nhằng. Đấy, ví dụ là các bác có cái món ăn mà vẫn còn thừa, các bác muốn cất đi để vào tủ lạnh thì các bác lấy cái này các bác đậy vào xem. Đấy, thứ nhất là nó giữ cho cái món nó không bị khô, mà thứ hai là nó sạch sẽ ngon này. Đó, đây đựng một túi như này. Giá thì hiện tại bên em đang gửi cho bác là một túi này là 30k nhá, một túi là 30k. 30k một túi nhá. Các bác lên mã luôn cho em là túi bọc thực phẩm này. Bọc thực phẩm, bọc thức ăn đều được. Đấy, túi bọc thức ăn. Túi bọc thức ăn này. Giá thì em bán luôn cho bác là 30k một túi này. 30k trên một túi, một túi của nó là 200 cái nhá. Một túi của nó là 200 cái nhỏ nhỏ như này. 200 cái nhỏ nhỏ này. Đấy, các bác lấy 5 túi bao ship, 5 túi bao ship nhá. Đấy, 5 túi bao ship. Các bác mua về tiết nhất cỗ bàn rồi. Các bác mua về các bác bịt cho rất là tiện. Đây, em sẽ mở cho bác xem thực tế một video sản phẩm này. Đây, các bác em sẽ mở cho bác thực tế xem một video sản phẩm mà sử dụng con này này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thực tế của sản phẩm nhá. Nó rất là dễ dàng dùng thôi. Đấy, các bác chỉ cần lấy ra nhá. Cho vào cái đĩa cái cuốn vào là xong. Không cần phải lôi những cái màng miếc nó lằng nhằng. Đấy, độ lên cả đầu này, cho vào cả chân luôn này. Nó rất là tiện, nói chung là được nhiều việc. Đấy, có thấy không? Đó, rất là tiện nhá. Đó. Giá hiện tại bên em đang bán một cái con túi bọc thức ăn này là 30k một túi nhá. Đấy, 30k một túi, các bác lấy 5 túi là bao ship tận nhà. Hàng về số lượng lớn, thoải mái phục vụ các bác đợt Tết này luôn các nhá.